Vâng, em lại xin chào tất cả các bác. Hôm nay shop Trường Thảo chúng em xin giới thiệu với các bác đó là cái dụng cụ nuôi ong mật. Đầu tiên thì em giới thiệu với các bác là cái dọ chúa. Cái dọ chúa bằng nhựa nha các bác nhé. Đây ạ. Dọ chúa bằng nhựa. Dọ chúa bằng nhựa. Dọ chúa bằng inox xoắn đây. Đầy đủ hết nha các bác. Kim di trùng và quản chúa. Còn đây là cái máng cho ăn này các bác này. Rất dày dặn và rất đẹp. Các bác nào mà cần cái sản phẩm như thế này thì liên hệ với cái số điện thoại bên dưới kia. Bên em nhận ship toàn quốc, sản phẩm chất lượng cao. Còn tiếp theo để em giới thiệu với các bác là cái bình khói ong nhé. Hôm giờ em giới thiệu với các bác rồi. Cái bình này là chất liệu nó bằng inox, rất chi là đẹp. Bên ngoài là cái lượt chống nóng. Khi chúng ta sử dụng thì đây, mở cái này ra. Đấy, chúng ta chỉ cần khẽ như thế này thôi là đã gió rất chi là mạnh rồi. Đấy, dùng xong các bác lại đậy vào như thế này. Và đây chỗ này nó có cái treo. Thế là chúng ta treo lên. Cái thép inox này là cái thép inox đẹp nhá, không phải cái hàng gia công đâu. Rất dày dặn mà rất đẹp. Và sau đây em giới thiệu với các bác cái thùng ong. Cái thùng ong bên em. Cái thùng ong bên em thì dày 2 phân các bác nhé. Ván thì là ván liền. Những cơ sở khác thì thường người ta ghép mấy miếng ván mới được một cái tấm này. Nhưng mà đây nó là ván liền. Đây các bác này, rất chi là đẹp, dày 2 phân. Còn bên trong đây là có chiếc một chiếc ván ngang. Chắc chắn dày đẹp. Các bác dùng thì chúng ta phải mua thêm cầu nhé. Em có cả dây sắt căng cầu có đủ. Còn đây là con dao lát mật. Đây các bác này, rất sắc và chắc chắn. Số lượng này rất nhiều. Các bác muốn bao nhiêu cái của em cũng có. Còn đây là chân tầng nha các bác nhé. Chân tầng nhà em đây. Đây như thế này các bác này. Đấy. Bác nào mà cứ cần cái sản phẩm gì thì alo số điện thoại bên dưới. Em nhận ship toàn quốc luôn. Hàng tới tận tay các bác. Các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Và sau đây là cái em giới thiệu cho các bác mũ. Mũ thì cũng như hôm giờ đã em giới thiệu cho các bác rồi. Đây là chiếc áo liền mũ dàn di. Trước là tấm lưới đen này, nhìn dễ chịu. Bác nào to nhỏ mặc vừa hết. Bởi vì nó là size rộng. Điền như thế này các bác nhé. Đường bò may như thế này. Không con ong nào có thể chui được vào trong người các bác cả. Còn đây là chiếc mũ. Toàn bộ cái đồ dùng này là dành cho con ong nội nha các bác nhé. Thứ gì em cũng có. Thế các bác mà xem video mà cần cái gì trong ngành ong mật đi thì điện thoại cho em. Số điện thoại em để bên dưới. Em nhận ship toàn quốc. Trước khi các bác nhận hàng là kiểm tra hàng cẩn thận trước khi thanh toán. Toàn hàng rất chi là đẹp. Các bác xem like mà muốn nhận những cái sản phẩm tốt ý, thì đăng ký kênh để ủng hộ cho em. Để mỗi ngày em giới thiệu một cái sản phẩm tốt để cho các bác người xem cùng tham khảo. Rồi, em xin chào các bác.